Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người cùng mình đi chạy chạy nước Úc coi làm sao ha. Ok, giờ đi lại đây mua vé. Mua vé vô cổng nha. Trời trời. Mua vé. Ui, hai đồng một người. Mình mua 3 vé. Ok, 2 đồng một người. Đó, 2 đồng. Rồi, 3 người. 6 đồng. Đây một vòng. Chỗ đâu đây? Rồi giờ vô cửa nha mấy bạn. Ba vé. Three people. Thank you vô nha. Bây giờ mình đi. Mình đi từng hàng ha. Đi mình đi. Mình sẽ bắt đầu từ cái hàng đầu tiên nha mấy bạn. Đây, trời Úc. Bán đồ cũ, đồ mới tùm lum hết. Hai bên coi bên này trước, viết keo đồ chơi tùm lum á, cây hay kéo bác sĩ luôn bán cây nha mấy bạn. Quế. Okay, next month she'll be back. Yep. Yeah, because she's in holiday. Quyền ly này vô trời trời thì mình phải trả tiền nha mấy bạn, trả tiền vé thì vô đây thì mình mua đủ các mặt hàng, từ đồ cũ người ta nhà không mặn rồi cho tới đồ trong farm. Thôi cái này nó cùi hơn cái của mày bữa cho tao coi đó. Đủ mấy cái máy xăm. Máy xăm. Đâu? Mấy cái đồ xăm á. Đây, dài cũ luôn. Áo. Băng, dĩa. Đây, mấy bạn coi nha. Đó. Bên này dài. Đồ cũ lum á. Đây mình đi từ từ ra nha, có cái gì mua được thì mua ha. Mắt kiến dài, da dép, mắt kiến tà le hết. Máy hớt tóc rồi nữa, đồ bóp rồi nữa, game. Đồ chơi, quần áo, đầu để máy laptop tùm lum hết nè. Đây chợ bán đồ cũ, ông này cũng đang lựa đồ cổ. Bán đồ mod. Yeah, and every time I go to a server, I get on with it. Mine. Máy khoan, máy gì tùm lum. Đồ đâm. Lò barbecue tùm lum. Đây. Mấy cái đồ bằng tay bằng chân nè. Ví dụ xăm kia nó bấm xăm kia nó gọi chị lắm.
Đây. Bông trà đậu quyền rồi lum hết này. Nó bật ra máy nhỏ đó. Ủa, cái dòng này có dòng nào độc người ta coi coi có đá nào không mua nhét vô coi chưa có tiền cổ nữa kìa nhẫn rồi nữa kìa này chắc đồ cẩm thạch ta ừ, có cái dĩa bạc hay gì kìa không biết đồ thiệt đồ giả nữa có cái chuỗi không biết ngày voi hay gì cái lúc elephant. How much the cup, please? $25. How much the chicken cup? How much the this one? Which one? Yeah. No, that one. The chicken. Yeah. How much? $80. The peg. This is peg. $80. Okay. Okay. Thank you. Này bán đồ nhiều quá mà mắc quá. Có ổ câu nữa kìa. Đâu? Có đồ câu nữa kìa. À. Hai cái mà $80, hai cái chén chicken cup. Rồi, bây giờ dòng thứ hai nha mấy bạn. Đây, chỗ này bán chậu. À, biết rồi. Nhớ kiếm mấy cái hình con nào mày thấy có con cáo con gì con hồ ly mà trắng trắng mà hình nộm mày nhớ kêu tao nha. Ý, mấy cái chậu nè bác đồng, chậu bonsai nè, kiếm cái con hồ ly để về kiếm cục đá ba cái con mua đó để làm cái kia. Thì cứ đi từ từ kiếm bóng đèn. Kìa kêu bác toàn coi có bóng đèn mua gắn tàu kìa. Đồ điện, đồ tùm lum hết, rồi nước, ống nước. Who's next? Ống đồng. Đồ cũ. Chậu. Đồ cổ, đồ cổ. Keep trying. Ông câu kìa. Đồ cũ hết nha mấy bạn. Rồi, đi thôi. Hàng này. Ai đi cũng đội áo len. Đi vòng vòng coi coi có cái gì không.
đây có đồ cổ, có đồ cổ. Má. Mấy cái thẻ Pokemon nè. Dầu. Oh, right. Bao. Đồ chơi. Ok. Rồi. Hàng thứ ba nha các bạn. Coi bữa nay được mấy hàng. Chỗ này thì bán nước sơn tùm lum hết á. Nói chung là đồ tùm lum hết. Đồ điện bên này. Dây của cỏ tùm lum hết trơn nè. Rồi bán hộp gà, hộp vịt rồi. Chào. À, trời. Mỗi tuần chủ nhật nha các bạn. Mình nghe cái trời này cũng có mấy chục năm về trước nha các bạn. Đó. Thì thật sự mà nói thì bán đồ hết tóc luôn nè. Điện hết tóc, cáp. Sen đá đủ loại hết nha mấy bạn ơi. Dài đồ chơi. Cái này nói mã não nha các bạn. Cái này mã não mà kêu 80 đô. Không biết nữa, để coi coi. Tiếp tục cuộc hành trình thôi. Không mua được gì hết. Kiếm đồ không ra. Trả giá không thành công. Nó kêu 80 mình trả 30 nó không bán. Ủa cái chai này giống mua cái hành quơ bác Tần. Ờ nó đó. Phải không? Kêu đúng rồi, Ebon luôn. Nó bán nhiều đây không biết hỏi rồi. How much is one? 7 đồng mà. 7 đồng. Qua mùng 5 mà mua mẹ thêm chai nữa đi. Mua thêm chai nữa đi. Thêm chai nữa đi. 7 đồng. 7 đồng. Mà không biết nó có pha không ở đây. Không biết. Không chắc y xì đút nhau chứ nó pha làm gì. Không biết nữa bác Tần ơi. Tùy à. Nó thử à. Kia mua 15 đồng. Ừ. Bắt đôi. Cũng có thể đó chứ. Thì đó mình cũng ớt cái chuyện đó. Bán chậu, bánh xe. Bánh xe nhìn đẹp quá vậy ta. Không biết xe gì đây. Bán hai xích dữ vậy. Máy cưa. Máy quất cỏ, máy thổi tùm lum hết nha mấy bạn. Laptop bự hừ lứ luôn. Khoan. Ở ngoài đây nó bán gì ra đây ngoài đây coi cái nha. Nó đi dưới kia rồi.
chỗ này à bán mấy cái đồ chơi. Ừ, bán đồ chơi mini mini đẹp thôi đi. Không coi có mua đồ chơi gì cho mấy nhỏ không, cây súng vậy. Mấy chỗ này thì trời trời thì mình có quyền trả giá mà. Đồ cũ đồ mới lộn xộn, đồ thiệt đồ giả cũng tà la. Đồ nghề sửa xe. Cái này dài cũ dài mới rồi. Hồi xưa mới qua Úc mình cũng mua ra đâu có tiền cũng đi ra mua mấy đôi dài giống vậy nha các bạn. Thì dài cũ người ta bán mấy đồng bạc, 10 đồng, 10 đồng. Nếu mà dài mới mua trăm mấy, 200 thì ở đây ta mang rồi mua lại mang mấy chục, mười mấy đồng. Tùy. Đó. Thì hồi xưa mới qua làm gì có tiền. Đó, thì cứ ra đi, bây giờ thì khá khá hơn ngày xưa. Nhưng mà lâu lắm rồi mình mới đi lại cái trò trò này các bạn. Ít nhất 5 năm, 4 5 năm có. Ông bác mình mới chở đi, ông nói hai mấy năm cũng chưa lại. Nay mình chủ yếu đi quay cho mấy bạn coi. Tại vì nghe nói người ta sắp lấy lại cái miếng đất này rồi, trò trò sắp đóng cửa cho nên mình tranh thủ mình đi quay. Tranh thủ mình đi quay thôi. Đi qua đây coi có cái đồ chơi nào không. Có cái vô vô. Cái vô vô cho mấy đứa nít. Bán đồ mình đã hỏi đây đồ nghề nha các bạn, quá trời luôn, chip điện tử tà la. Coi có cái nào về chế bonsai được không, liềm búa. Đá mài, dao. Cục đá mài dao 5 đồng bạc. Đằng kia phải không? Đó, nó có bán mua cho ổng cục. Chỗ này đồ điện. Bạc đạn lum lum á. Đèn. Cái cục đó cục gì trời. Cờ vua xe. Mua từ từ mình đội vô thêm. Mình mua được cục đá mài dao 5 đồng mà. Rẻ. Ốc quá trời nè. Ồ mấy cái lưỡi cắt đá đồ tùm lum. Có mấy cái lưỡi nào làm đá không nè. Ui có mấy cái lưỡi nào làm đá không. Ơi. Đồ nồi quá trời mấy bạn ơi. Mới quay bên kia mà đây mặt ông ở trong phàm người nãy nha mấy bạn. Ông ở trong phàm nãy. Người ta lấy ta bán mấy cái này đồ. Cây cối rồi máy cắt cỏ nữa. Mấy này máy cắt cỏ nha mấy bạn. Nón dài. Má cầu rau rồi.
hạt dẻ, táo, bơm. This one, this one, whatever you have here, mang chó, mang mồi câu cá. But I mean these ones, they're about like. Đồ da, cửa, bán đủ thứ, bàn phím nè, chiến này đồ điện tử không nha, camera hành trình. Bán sen đá tùm lum. Kiếm đồ mình mua mà từ sáng giờ chưa mua được nha mấy bạn. Này để chỗ này cây trong farm ra. Mấy cây gặp cá rồi, quần áo rồi. And we love you to join us. We take all of us to save lives, and we can't do it without donors like you. So give blood to find out more. Đồ cũ đồ mới bán đồng đồng mến không à? Rồi tiếp tục tiếp tục. Quần áo quá trời luôn. Dây nịt. Cần câu hỏi rồi mấy trái cây. Đồ cào cỏ rồi tùm lum. Đồ đồng hồ này chắc sừng bò quá, bán đồ chơi. Xe quá trời luôn. Tiếp tục tiếp tục. Đây mấy cây ổ rồng trong nhà kính rồi nữa, quất ngõ về chơi hết bời. Ở đây mua rồi trả giá tùm lum về khách nữa. Đó. Xe nói giờ đi chưa kiếm được. Kha thanh niên cái gì cây đi nãy giờ cũng gần hết rồi nha mấy bạn. Bóp K
túi rồi tùm lum hết. Nó mấy cái bình thủy tinh này trồng cây hay quá. Xương rồng hạt dẻ. Bin. Được chơi. Chào. Rồi đi thôi. Lan đồ mỹ phẩm bên này đầy đủ hết nha mấy bạn. Đi một vòng vậy. Nón kiến có cái nào bằng tài không? Mình làm cái rồi dòng cuối, dòng cuối mấy bạn ơi. Bữa nay có một cục đá này. Chỗ này bán ta đông quá vô không được luôn bạn ạ. Trời cái đá nó xịn xịn luôn. Put it across the jelly bean. Put it on the oil, then the donut come out. You know? Năm xe đồ chơi không? This is weird. Sắp cổ rồi quá trời. Oh, no way, no way, no way. Gần hết rồi. Đấy, chưa kiếm được đồ mua nữa. Ba cái 10 đồng chậu. Năm đồng phải xét. Chắc mình lấy hình xét này quá.
mới mua được một set con mấy con gấu panda nha mấy bạn. Này chút về làm tiêu cảnh gần chút rồi đi thêm một vòng nữa là hết nha mấy bạn. Tao đây nè, tí tao nè, đứng đó đi. Exactly the same. That's a combo, no? Not the normal one. Mikawa. Trời mấy đôi dài dễ thương quá vậy. Người ta đang đang bằng tay nha các bạn. Quá là dễ thương. Yep. Tối. Thùng đồ câu ngon quá. Mấy cái này cái gì không biết luôn. Cá. Chỗ này ăn lan nè. Rồi bàn cuối này đồ gỗ. À, mua bịch gà ăn về về đi vòng rồi đó thì thử không mua được gì chân. Mua được cục đá mài dao với bộ tiểu cảnh này về làm bonsai thôi. Chỗ này cắt chìa khóa luôn rồi giờ ra về nha các bạn.